Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi những thông tin nông nghiệp chúng tôi cập nhật hôm nay. 3 ngày giải cứu, Cần Thơ tiêu thụ 30 tấn thịt heo giúp người chăn nuôi. Thịt gà Việt Nam chính thức được nhập khẩu vào Nhật Bản. Không đầu tư nhà kính tốn kém, trồng li li ngoài trời vẫn hiệu quả cao là bí quyết của nông dân Lâm Đồng. Tìm hiểu phương pháp trồng rau sạch bằng chất thải từ các nhà máy chế biến thủy sản. Thưa quý vị và bà con, với giá từ 35.000 đến 39.000 đồng một ký, chương trình hỗ trợ hộ chăn nuôi, trợ giá người tiêu dùng của thành phố Cần Thơ thu hút rất đông đảo khách hàng. Theo thống kê thì chỉ trong vòng 3 ngày từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 đã bán được khoảng 30 tấn thịt heo. Số lượng heo này chủ yếu lựa chọn từ những hộ chăn nuôi đang gặp khó khăn do địa phương giới thiệu. Heo được kiểm dịch và chế biến đảm bảo vệ sinh tại lò mổ trước khi bán cho người tiêu dùng. Theo dự kiến, chương trình sẽ còn tiếp tục thực hiện có sự phối hợp với Sở Công Thương, Hội Phụ Nữ và Hội Nông Dân chuẩn bị cho những phiên chợ tiếp theo. Được biết, trong đợt đầu của chương trình có một số công ty đồng hành tham gia vào bù lỗ giá. Giá heo hơi thu mua 30.000 đồng một ký. Sau thịt heo, có lẽ là đến gà vịt. Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ cho biết giá gà thả vườn hiện nay lại thấp hơn cả gà công nghiệp nên người nuôi đang lỗ nặng. Phải bán ở mức giá là 23-24.000 đồng một ký thì mới quề vốn. Trong khi hiện nay thì người nuôi bán gà tam hoàng thả vườn chỉ còn 19.000 đồng một ký bán tại trại. Tính ra thì người nuôi lỗ hơn 10.000 đồng một ký. Nguyên nhân khiến giá gà thả vườn giảm thê thảm là do nguồn cung vượt cầu, quá nhiều trại nuôi gà thả vườn. Người nuôi gà đẻ trứng cũng đang khóc ròng vì giá trứng ở mức thấp vài tháng nay. Giá trứng hiện chỉ còn 900 đến 1.000 đồng một trứng. Tính ra, người chăn nuôi lỗ từ 500 đến 600 đồng một trứng. Đáng nói, sức tiêu thụ cũng giảm khiến nhiều trang trại chăn nuôi buộc phải giảm đàn, chịu lỗ chờ giá tăng. Trong khi thị trường gia cầm trong nước đang lao đao, thì một công ty chế biến thịt gia cầm ở Đồng Nai đã hoàn thành thủ tục cần thiết để xuất khẩu lô hàng thịt gà chế biến đầu tiên sang Nhật Bản. Đây sẽ là nền tảng để ngành chăn nuôi gia cầm mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Kozu and United có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai đã được cơ quan chức năng của Nhật Bản chấp thuận việc cho phép xuất khẩu sang thị trường này. Đây là thị trường đòi hỏi các yêu cầu về an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm rất cao, khắt khe so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Được biết, hiện có 10 xã an toàn thực phẩm là nơi cung cấp nguyên liệu để công ty này chế biến xuất khẩu. Thời gian tới, Cục Thú y tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu thịt gà sang thị trường châu Âu và một số thị trường khác. Cụ thể là Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Myanmar, Hàn Quốc. Thưa quý vị và bà con, con cá tra cũng lắm gian truân vì giá cả đầu ra luôn bấp bênh. Sau thời gian khá là dài, giá cá rớt thảm thì người nuôi treo ao hàng loạt. 4 tháng đầu năm nay, giá cá tra nguyên liệu tăng cao trở lại, đạt từ 25.000 đến 27.000 đồng một ký. Người nuôi lời từ 4.000 đến 6.000 đồng một ký. Nhưng mà hiện nay, giá cá tra lại giảm nhẹ xuống ở mức 21.500 đồng đến 23.000 đồng một ký. Dù vậy thì người nuôi vẫn còn lời. Để ngành cá tra thực sự bền vững, tại hội nghị bàn giải pháp phát triển bền vững ngành hàng cá tra, các hộ nuôi cần phải làm gì? Thì quý vị hãy nghe các chuyên gia phân tích. Để phát triển bền vững ngành hàng cá tra xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các đơn vị, cá nhân nuôi cá tra thương phẩm cần thực hiện tốt các giải pháp về quản lý và tổ chức sản xuất, phát triển thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển sản phẩm giá trị gia tăng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay, diện tích thu hoạch cá tra khoảng 1.700 ha và sản lượng cá tra nguyên liệu đạt trên 519.000 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra tính đến giữa tháng 6 đạt trên 582 triệu đô la Mỹ, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này rất thuận lợi cho việc lấy đà phục hồi ngành cá tra. Thực tế, xuất khẩu cá tra vẫn đang có nhiều kỳ vọng. Đặc biệt, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ và trở thành thị trường dẫn đầu về nhập khẩu cá tra của Việt Nam. Cụ thể, đến cuối tháng 5, xuất khẩu cá tra của nước ta sang Trung Quốc đạt hơn 100 triệu đô la Mỹ, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tại thị trường Mỹ lại giảm gần 20%, với kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt hơn 90 triệu đô la Mỹ. Nhưng thách thức hiện nay là, cùng với mức thuế chống bán phá giá cao, với gần 2,4 đô la Mỹ một ký, đầu tháng 9 năm 2017, Mỹ còn áp dụng thêm luật nông trại sẽ kiểm tra khắt khe sản phẩm cá tra của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này. Cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sang các thị trường tiềm năng như Trung Quốc. Thưa quý vị và bà con, thành phố Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ mạnh các loại nông sản từ các địa phương khác chuyển vào.
Trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng đưa về đây. Điều này bắt buộc các tỉnh phải cam kết hàng đảm bảo sạch mới được vào thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Và tỉnh Long An vừa ký kết phối hợp sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong chuỗi cung ứng nông sản với Thành phố Hồ Chí Minh. Việc ký kết phối hợp giữa hai địa phương nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển các chuỗi cung ứng nông sản an toàn giữa tỉnh Long An và Thành phố Hồ Chí Minh được kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất đến cơ sở giết mổ, chế biến kinh doanh sản phẩm nông sản và truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Phấn đấu đến năm 2020, phần lớn các nông sản chủ lực của tỉnh Long An tiêu thụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi. Thưa quý vị, như đã giới thiệu ở trên, công nghệ trồng hoa nhà kính sẽ đảm bảo là hoa chất lượng, ít sâu hại. Đa số các hộ trồng hoa ở Đà Lạt đang áp dụng. Vậy mà một nông dân ở nông thôn vùng sâu xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng trở thành tỷ phú trồng hoa với hàng ngàn bông hoa lily xuất bán mỗi tuần mà không sử dụng phương pháp trồng hoa trong nhà kính. Ông chỉ canh tác ngoài trời. Quý vị hãy tìm hiểu kỹ thuật này. Trang trại hoa của anh Nguyễn Văn Đương có 3 hectare, chỉ có 1 hectare nhà kính, còn lại đều trồng ngoài trời. Nhược điểm trồng ngoài trời là lily bị ảnh hưởng bởi thời tiết, bệnh dịch nên khó canh thời điểm bông chín để thu hoạch đúng theo kế hoạch. Để cung cấp hoa lily cho thị trường đều đặn, anh chọn cách gieo củ gối đầu. Trung bình, mỗi tuần anh xuống giống 10.000 củ. Do đó, trừ vụ Tết cần tập trung trồng một lần, suốt năm, thời điểm nào anh cũng có bông lily cung cấp cho thị trường mà không phải chịu cảnh thừa hàng rớt giá. Vụ Tết vừa qua, 3 hectare anh xuống giống 500.000 củ lily, tỷ lệ thu đạt tới trên 80%. Nhờ hiểu được kỹ thuật hãm hoa nên anh đã thành công cho những bông mập, cành khỏe, cánh hoa dày, màu sắc tươi hơn trồng trong nhà kính, cấm lâu tàn, người tiêu dùng rất ưa chuộng. Điểm đặc biệt là anh không lạm dụng thuốc hóa học mà sử dụng lượng lớn phân bò ủ dưới sơ dừa để cải tạo nền đất. Nông nghiệp bốn phương hôm nay xin giới thiệu đến quý vị một số mô hình trồng rau sạch cho thu nhập cao hơn 500 triệu đồng một hecta ở Hà Nội. Điều này minh chứng cho việc chỉ cần thay đổi tư duy làm nông nghiệp một chút thôi thì nông dân hoàn toàn có khả năng trở thành những đại gia. Cánh đồng rau cải trái vụ ở huyện Đông Anh, bất chấp nắng gắt, mưa nặng hạt mùa hè, rau vẫn xanh tươi bởi rau đã có vòm che. Mỗi sào rau, người trồng phải đầu tư 1 triệu rưỡi tiền khung sắt, giấy ni lông. Không chỉ có vòm che, người trồng rau ở đây còn áp dụng nhiều biện pháp giảm trừ sâu bệnh, từ khâu làm đất đến tăng bón phân hữu cơ, giúp cây rau cứng khỏe, tăng chống chịu sâu bệnh. Rất ít nơi trồng được rau trái vụ như vườn rau ở đây. Chính vì vậy, cải ở đây mùa này bán đắt gấp 2-3 lần rau cải chính vụ. Hoặc dùng trồng mướp của thôn Thố Bảo, xã Vân Nội, nông dân sử dụng một loại protein sản xuất từ men bia không độc hại để diệt ruồi đục trái. Ruồi được dụ vào hộp màu vàng, ăn thuốc rồi chết. Nông dân chỉ tốn vài trăm ngàn cho một vụ mướp 5 tháng. Trong khi nếu dùng thuốc trừ sâu, sẽ phải tốn 1 triệu đồng mà lại có hại cho sức khỏe và môi trường. Nổi bật là dùng rau an toàn, tập trung diện tích trên 500 hectare ở huyện Đông Anh. Nơi đây đứng đầu về số cơ sở sản xuất, sơ chế rau an toàn ở Hà Nội. Nhiều năm kiên trì sản xuất an toàn, các làng rau Đông Anh, Hà Nội đều đạt thu nhập ít nhất cũng 400 đến 500 triệu đồng một năm, có nơi cả tỷ đồng. Kính thưa quý vị và bà con, xưa nay thì bà con chúng ta vẫn thường trồng rau trên các luống đất hoặc là theo phương pháp thủy canh để cho ra đời nhiều loại rau sạch. Thế nhưng một thông tin khá là thú vị chúng tôi vừa nhận được là hai sinh viên ở Cần Thơ đã tận dụng chất thải từ các nhà máy chế biến thủy sản, chế ra bùn vi sinh phục vụ trồng rau sạch qua kiển. Ý tưởng này đã đoạt giải nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hai sinh viên đã làm điều đó như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Chủ nhân của dự án này là hai chàng sinh viên năm 3, Nguyễn Hữu Huy Hào, chuyên ngành xử lý môi trường, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, và Phan Hồng Mức, chuyên ngành Kinh tế, Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ. Với ý tưởng ban đầu là làm sao để giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường từ các nhà máy chế biến thủy sản, hai bạn trẻ đã bắt tay vào nghiên cứu. Cái đường bùn thải em thấy là nó có rất chứa rất nhiều hữu cơ, tại sao chúng ta không quán triệt nó bằng cách xử lý hoàn toàn cái hữu cơ khô của nó để chúng ta có thể là tái sử dụng hoàn toàn cái lượng chất thải bỏ đi đó. Từ cái phụ phẩm đó mình có thể tạo được nguồn thu. Mới đây, Hào và Mức mở một cơ sở sản xuất bùn vi sinh tại khóm 1, phường 8, thành phố Cà Mau để vừa sản xuất bùn vi sinh, vừa trồng rau sạch, hoa kiển để tiếp tục kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm của mình. Quan trọng ở
chỗ là việc ủ và ra cái được cái bao bì đóng gói vừa phải có chất lượng và thứ hai là phải phù hợp với người tiêu dùng, là về cái hình thức không cho người ta ái ngại về do mình sử dụng từ bùn vi sinh. Hiện tại, sản phẩm bùn vi sinh của Hào và Mức đã có mặt ở nhiều trang trại, cơ sở cũng như hộ dân trồng rau sạch và qua kiển tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo các chuyên gia, nếu sản phẩm đăng ký độc quyền với tên gọi Đất sạch hữu cơ Tahoe của hai bạn trẻ này được công nhận, sẽ có thêm nhiều đơn đặt hàng từ cả trong và ngoài nước. Thưa quý vị, ở trên chúng tôi cũng thông tin là giá gia cầm đang sụt giảm trầm trọng, ảnh hưởng đến giá trứng trên thị trường. Trong khi chi phí đầu tư tăng cao, nhưng mà giá trứng bán ra ở mức rất thấp, dẫn đến nhiều hộ chăn nuôi vịt phải bỏ nghề. Đó là thông tin được cập nhật trên báo Hậu Giang, Bấp Bênh nghề nuôi vịt đẻ trứng, là bài viết của tác giả Duy Khánh. Qua bài viết cho chúng ta thấy nỗi lo lỗ lã của người dân trước tình cảnh này. Ông Nguyễn Thế Tự, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phụng Hiệp cho hay, nghề nuôi vịt đẻ trứng ở Phụng Hiệp gần đây đã giảm mạnh. Với những hộ còn duy trì với nghề thì ngành nông nghiệp huyện sẽ tiếp sức thông qua việc triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giới thiệu những giống vịt mới như là vịt siêu trứng, vịt siêu thịt để người nuôi tiếp cận. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân cách phòng bệnh, tiêm phòng, tiêu độc sát trùng, quản lý đàn để mà hạn chế rủi ro, đảm bảo được cho thu nhập. Đây cũng là giải pháp tạm thời trước thời giá bất lợi cho người nuôi. Quý vị đón đọc bài viết trên báo Hậu Giang. Nhân rộng mô hình nuôi sò huyết là thông tin trên báo Cà Mau. Mô hình này được bà con Cà Mau áp dụng vì nuôi sò huyết một vốn bốn lời. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện trên địa bàn huyện Cái Nước thì có hơn 600 hectare sò huyết được nuôi xen canh trong vuông tôm quảng canh truyền thống, tập trung ở một số địa phương như là xã Đông Thới, Trần Thới, Đông Hưng, Tân Hưng và một phần của thị trấn Cái Nước. Trong đó, xã Đông Thới và Trần Thới là địa phương có diện tích nuôi nhiều nhất. Mời quý vị đón đọc bài viết trên báo Cà Mau để tìm hiểu nghề đang hái ra tiền này. Một thông tin khác liên quan đến ngành đường được đăng trên báo Tin Tức Nông nghiệp. Bài viết nhiều dấu hiệu gian lận trong kinh doanh đường. Theo phản ánh của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, thì hoạt động kinh doanh, phân phối, vận chuyển, tiêu thụ đường trên thị trường hiện nay có rất là nhiều dấu hiệu gian lận thương mại tiếp tay cho đường lậu. Tác giả bài viết đưa ra 5 nguyên nhân trong gian lận, bao gồm gian lận dùng chứng từ nhập khẩu của một số công ty nhập khẩu đường chính thức trong và ngoài hạn ngạch thuế quan để báo xuất xứ hàng hóa cho đường lậu. Gian lận thông qua đăng ký kinh doanh với chức năng có sản xuất chế biến đường, nhưng tổ chức cá nhân lại không có nhà máy, cũng không thực hiện sản xuất chế biến đường một cách đúng nghĩa. Cuối cùng là gian lận thông qua áp dụng quy định thực phẩm đóng túi được đăng ký. Quý vị tìm hiểu trên báo Tin Tức Nông nghiệp. Thưa quý vị, sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ thì áp dụng khoa học công nghệ, kêu gọi nguồn vốn và sự hợp tác của các nhà khoa học còn gặp nhiều khó khăn, khiến doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chưa phát huy hết tiềm năng. Đó là thông tin được tác giả Thanh Tâm ghi nhận trên báo VN Express. Trong bài viết, doanh nghiệp kêu khó khi đầu tư vào nông nghiệp. Ông Phạm Ngọc Thành, đại diện doanh nghiệp chuyên sản xuất rau quả ở Đồng Giao, Ninh Bình cho biết, mặc dù là được đánh giá liên kết tốt với những nông dân, các hợp tác xã, nhưng mà công ty gặp nhiều khó khăn về thị trường, kiểm nghiệm chất lượng và quy hoạch phát triển nguồn nguyên liệu. Còn đại diện doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi ở Nam Định, ông Vũ Trọng Nghĩa khẳng định, công ty luôn sẵn sàng liên kết với nhân dân và đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ để phát triển sản xuất, nhưng mà còn nhiều vướng mắc. Quý vị đón đọc bài viết với nhiều ý kiến chia sẻ từ chuyên gia, đóng góp để phát triển nền nông nghiệp bền vững. Trên báo Nông nghiệp Việt Nam có thông tin về sự khó khăn của con cá tra xuất khẩu. Vừa qua, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long cảnh báo nhiều bất lợi xảy ra trên đường xuất cá tra vào Mỹ. FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã tăng tần suất kiểm tra các lô hàng cá tra nhập khẩu vào Mỹ. Đây là thách thức lớn của ngành cá tra. Rào cản này ảnh hưởng như thế nào đến các doanh nghiệp, cũng như là ngành cá tra đang ứng phó với rào cản này ra sao để biến thách thức thành cơ hội. Bài viết xuất khẩu cá tra sang Mỹ lại gặp thêm trắc trở trên báo Nông nghiệp thì các chuyên gia đã đưa ra nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này. Quý vị vừa xem báo chí với nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long trong bản tin Kinh tế Nông nghiệp. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã theo dõi bản tin. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.